Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Đông Nhi có hành động siêu dễ thương đốn tim fan khi bày tỏ cơn thèm uống trà sữa. Biểu cảm thêm trà sữa của con gái Đông Nhi và ông Cao Thắng khiến ai nấy đều lụi tim. Winnie là ái nữ nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã nhận được sự yêu thương và quan tâm rất mực từ fan lẫn cư dân mạng. Càng lớn nhấp tị càng lém lĩnh và biết cách thể hiện nhiều cảm xúc làm nội tim phụ huynh lẫn fan. Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh Winnie đi mua trà sữa cùng bố mẹ nổi tiếng của mình đã khiến dân tình vô cùng thích thú. Khi được hỏi Winnie đi đâu đó, cô bé đáp lại bằng giọng cực nụng nịu. Winnie đi mua trà sữa. Nghe con gái nói thế, ông Cao Thắng liền hỏi tiếp. Winnie có thích trà sữa không? Ái nữ của nam ca sĩ liền trả lời bố. Winnie thích trà sữa lắm. Ngay tức khắc cô bé còn kéo khẩu trang xuống và lè lưỡi liếm môi bày tỏ cơn thèm trà sữa của mình đang lên tột độ. Đôi mắt tròn xoe long lanh cùng biểu cảm siêu cưng của nhóc tỳ khiến ai nấy đều lụi tim. Bé Winnie biểu cảm siêu cưng khi bày tỏ sự thèm trà sữa của mình. Con gái Đông Nhi buồn rười rượi khi mẹ chỉ cho cầm chứ không cho uống. Nữ khách sĩ bảo con gái, Winnie không được uống món này nha con. Đôi mắt cô bé buồn đi hẳn, đang bé con gái ông Cao Thắng đã phải ôm an ủi để ái nữ vơi bớt niềm đam mê trà sữa nhưng không được uống. Thúy Vân tung bộ ảnh đáng yêu hết cỡ bên quý tử, nức nở khen tay nghề chụp ảnh của ông xã. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống làm vợ, làm mẹ của Thúy Vân sau khi chính thức kết hôn với doanh nhân Nhật Vũ luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tuy tất bật để vun vén cho gia đình nhỏ, thế nhưng cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều chương trình khác nhau thỉnh thoảng nàng á hậu cũng dành thời gian đăng tải những khung ảnh của gia đình trên mạng xã hội cách đây ít phút trên trang facebook cá nhân á hậu thúy vân đã đăng tải loạt ảnh siêu đáng yêu bên quý tử nhà mình và khiến cư dân mạng thích thú có thể thấy trong loạt ảnh lần này nhóc tỳ đã rất chịu khó hợp tác với mẹ để cho ra những khung ảnh đầy dễ thương trong khi đó thúy vân cũng gây sốt không kém khi khoe được nhan sắc xinh đẹp thân thái rạng rỡ và nhận được nhiều lời khen hai mẹ con vô cùng đáng yêu qua ống kính của nhật vũ quý tử cũng rất chịu khó hợp tác với mẹ Đặc biệt, cô cũng tắm tắt khen tài chụp hình điệu nghệ của ông xã Nhật Vũ. Hai mẹ con qua ống kính của ba Nhật thật là đẹp. Giờ nhận thấy, Nhật Tôn nay đã lớn phỏng phao, gương mặt thông minh và có nhiều đường nét ấn tượng, thừa hưởng từ bố mẹ. Ở thời điểm hiện tại, Thi Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ vì không chỉ có con trai khấu khỉnh, đáng yêu, mà còn được chồng và gia đình chồng yêu thương chiều chuộng hết mực Gia đình Thi Vân đang được người người ngưỡng mộ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo